Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đường tới AFF Suzuki Cup 2020. Đây sẽ là chương trình đồng hành cùng với các đội bóng trước khi bước vào vòng chung kết giải bóng đá vô địch các quốc gia Đông Nam Á năm 2020. Trong số đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn chân dung của nhà vô địch đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cùng với đó, chúng ta hãy cùng tới Khánh Hòa để cùng xem nhà vô địch AFF Cup 2008 Nguyễn Quang Hải và nghe những câu chuyện anh chia sẻ về cuộc sống hiện tại và những kỷ niệm trong sự nghiệp thi đấu bóng đá của mình. Sau khi bị tạm hoãn và lùi thời gian tổ chức, cuối cùng giải bóng đá hấp dẫn nhất Đông Nam Á, AFF Suzuki Cup sẽ chính thức trở lại vào tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, những rào cản do Covid-19 gây ra sẽ khiến thể thức thi đấu lượt đi lượt về tại các quốc gia khác nhau của AFF Cup không thể được tổ chức tại giải đấu lần này. Thay vào đó, tất cả 28 trận đấu từ vòng sơ loại, vòng bảng cho tới vòng knock-out đều sẽ được tổ chức ở một địa điểm trung lập duy nhất, đó là quốc đảo Singapore. Sau cuộc họp giữa các thành viên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vào chiều ngày 28 tháng 9, AFF đã quyết định lựa chọn Singapore là nước đăng cai tổ chức giải bóng đá Đông Nam Á 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm 2021. Singapore sẽ phải đáp ứng các tiêu chí về sự cho phép của chính phủ, kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, di chuyển, cơ sở vật chất, phục vụ cho các đội dự giải và bảo hiểm rủi ro nếu giải đấu bị hủy do dịch bệnh. Theo thông tin từ nước chủ nhà Singapore đưa ra, AFF Cup 2020 sẽ được tổ chức trên 3 sân đấu chính thức là sân vận động quốc gia Singapore với sức chứa 55.000 chỗ ngồi, sân vận động Bishan với sức chứa 6.000 chỗ ngồi và sân vận động Jalan Besar với sức chứa 6.000 chỗ ngồi. Trong số này, sân vận động Jalan Besar là mặt cỏ nhân tạo. Sau khi thống nhất lựa chọn được địa điểm thi đấu, ban tổ chức cũng đã công bố mốc thời gian cụ thể diễn ra AFF Cup 2020. Theo đó, nhà đương kim vô địch Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu của mình từ ngày 5 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2022. Trước đó, kết quả bốc thăm chia bảng đã đưa đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng B với các đội là Indonesia, Campuchia, Malaysia và Lào. Trước khi giải đấu khởi tranh 4 ngày, cặp đấu playoff giữa Brunei và Timor Leste cũng sẽ được tổ chức. Với tư cách là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ là ứng cử viên số 1 tại kỳ AFF Cup 2020. Nếu so sánh với thành tích trong quá khứ của những Thái Lan, Malaysia hay Singapore, có lẽ con số 2 lần đăng quang của những chiến binh sao vàng là tương đối khiêm tốn. Kể từ Tiger Cup năm 1996, giải đấu tiền thân của AFF Cup cho tới nay, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 12 lần tham dự. Nhưng rõ ràng, con số 2 chức vô địch cùng một lần về nhì là hết sức khiêm tốn so với sự cuồng nhiệt và đam mê bóng đá của đất nước có 100 triệu dân như Việt Nam. 2008 có lẽ là thời gian được chờ đợi từ rất lâu với các cổ động viên của bóng đá Việt Nam. Kể từ sau thất bại đầy cay đắng trước Singapore bởi cái lưng của Sasikuma ở trận chung kết Tiger Cup năm 1998, phải đúng tròn 10 năm sau, bản nhạc hào hùng tiến quân ca mới lại được vang lên ở trận chung kết của giải bóng đá lớn nhất khối ASEAN. Nhưng lần này, kết quả đã khác. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Calisto cùng màn trình diễn thượng hạng của thủ thành Dương Hồng Sơn, người sau này nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, đội tuyển Việt Nam đã mang lại rất nhiều cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ và cú đánh đầu ngược của Lê Công Vinh ở phút 90+4 đã khiến sân vận động Mỹ Đình nổ tung. Thế nhưng, sự tăng tiến vượt bậc trong những năm vừa qua của bóng đá Việt Nam đang dần bỏ lại tiếng nói từ quá khứ sau lưng. Một lần nữa, dấu mốc 10 năm lại được tái hiện. Tháng 12 năm 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã cuốn phăng mọi vật cản trên con đường tới chức vô địch AFF Cup của mình mà không để thua bất kỳ một trận đấu nào, trong đó có tới 6 chiến thắng sau 8 lần ra sân. Không những vậy, hàng thủ được chỉ huy bởi trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải còn cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối khi không để lọt lưới bàn nào sau 4 trận vòng bảng. Rộng hơn, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ phải nhận số bàn thua ít nhất tại giải đấu cách đây 3 năm với vỏn vẹn 4 lần vào lưới nhặt bóng. Lúc này, những trụ cột của hàng phòng ngự trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang có được phong độ và thể trạng ổn định, qua đó mang lại sự an tâm cho người hâm mộ. Phía trên hàng công, dù đã chia tay tiền đạo kỳ cựu Anh Đức từ giã đội tuyển, nhưng lúc này, sự tiến bộ thần tốc của những chân sút trẻ như Tiến Linh hay Đức Trình cùng sự ổn định của dàn tiền vệ với những Quang Hải, Hoàng Đức hay Tuấn Anh sẽ mang tới những sự nguy hiểm cho bất cứ đối thủ nào tại giải đấu diễn ra vào cuối năm nay. Rất vui là được gặp lại Quang Hải và bây giờ thì rất là nhiều người hâm mộ cũng đang mong muốn là Hải chia sẻ cái cuộc sống hiện tại của Quang Hải như thế nào và nó còn liên quan đến bóng đá nữa không?
Thì thật sự thì lời tiên cho Quang Hải xin gửi lời chào và chúc mọi người và cũng như khán thính giả của kênh Next Media thật nhiều sức khỏe. Thì sau một thời gian Quang Hải để giải nghệ vì chấn thương thì như mọi người đã biết thì Quang Hải sẽ về một thời gian, và hiện tại Hải cũng đang đi học khóa bằng huấn luyện viên, và Hải cũng để mở một cái trung tâm bóng đá cộng đồng ở đây, và Hải quy tụ lại những các anh em hồi xưa đá bóng với nhau, các anh em với nhau để muốn tạo một cái sân chơi cho các cháu các em có một cái cuộc có cái nơi để các cháu thỏa cái đam mê của mình, và cái đó cũng là một cái giống như là cái máu của mình lúc nào cũng phải có muốn dính dáng cái gì đó đến quẹ bóng tròn. Như vậy là vẫn liên quan nhiều đến bóng đá. Chúc cho Quang Hải thành công với cái dự án của mình nhá. Bây giờ thì Hải có nhận xét như thế nào về cái vị thế của bóng đá Việt Nam ở cái thời điểm hiện tại, và Hải có cái nhắn nhủ gì với cái thế hệ đàn em đang phải tập trung ở đội tuyển Việt Nam hay không? Thì thật sự thì khi ông Park Hang Seo về thì thật sự chúng ta phải cảm ơn ông ấy, vì ông Park Hang Seo thật sự để nâng tầm của bóng đá Việt Nam mình lên một tầm cao mới rồi. Thì thật sự bây giờ khi mình để những cái đối thủ nó rất là mạnh như Úc hay là Nhật hay là tất cả những đội bóng của Trung Quốc vừa rồi, người ta muốn ăn đội tuyển của Việt Nam của mình người ta cũng rất là khó khăn, chứ cũng không phải là muốn bây giờ là muốn thắng Việt Nam là thắng được. Thì thật sự là mình đang có một cái lứa cầu thủ rất là tốt, những cầu thủ như là Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng hay là Hoàng Đức. Thì thật sự lứa cầu thủ đây rất là đồng đều với nhau, được và có một số cầu thủ chơi với nhau và tập luyện với nhau từ bé, nên khi vào sân các em nó thi đấu rất là tốt. Và thật sự khi mà mình đang giữ được những cái gì những năm qua thì ông Bắc ông đã gây dựng rồi, thì đối với Quang Hải là cũng như người hâm mộ thì cũng mong cho các em luôn thật nhiều sức khỏe và giữ vững cái phong độ của mình, và từng ngày bước tiếp lên những cái đi trên những cái nấc thang mới. Có một cái lời khuyên nào mà Quang Hải muốn nhắn nhủ đến các em hiện tại không ạ? Vâng, thì như Quang Hải cũng để mong muốn, cũng như người hâm mộ thì thật sự cũng mong muốn các em là đối với Hải là cũng mong các em luôn thi đấu là giữ vững cái phong độ của mình và thi đấu tốt những trận đấu, và làm cho mọi người dân của chúng ta luôn có một cái niềm tin vào đội tuyển của chúng ta. Cái việc mà giữ vững tinh thần thì chắc chắn là điều mà Quang Hải đã rất là thấm thía, đúng không? Hải có thể chia sẻ những cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong cái kỳ AFF Cup mà đáng nhớ nhất của Quang Hải được không? Thì thật sự đối với Hải thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là cái đêm mà Hải để ghi bàn vào lưới của Singapore, là đưa chúng ta vào một trận chung kết, và sau đó là đội tuyển của chúng ta sau 49 năm chờ đợi, đội tuyển của chúng ta mới được lần đầu tiên được nâng chức cúp danh vé tại sân Mỹ Đình của mình. Thì thật sự đêm đó đúng không? Thì một đêm không thể nào quên được. Thì Hải và cũng như các đồng đội của mình để tạo nên một cái điều gì đó và làm cho người dân đêm đó là thật sự rất là vui. Hải cảm thấy tự hào và vui vẻ, cảm thấy mình may mắn khi mình đem lại một cái niềm vui cho kẻ dân tộc của mình. Quang Hải và các đồng đội đúng là đã đặt ra một cái gọi là một cái sự kiện lịch sử, một cái chiến công lịch sử cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup đấy. Thế còn hướng tới cái kỳ AFF sắp tới thì Quang Hải đánh giá như thế nào về cơ hội của tuyển Việt Nam? Thì thật sự như Hải để chia sẻ với lại mọi người là bây giờ bóng đá của Việt Nam của chúng ta bây giờ chúng ta phải để nâng lên được một cái tầm rồi. Mình có thể mình đá ngang ngửa với lại Úc hay là các đội bóng mạnh, thì đối với Hải thì thật sự nhưng mà đối với Hải thì sắp tới đây là một cái kỳ AFF Cup, đây là thật sự rất là khó khăn cho đội tuyển của chúng ta, không phải là điều mình nghĩ là đơn giản được. Tại vì khi mà mình đá bóng mà mình có những đội bóng người ta tập trung vào mình rồi, người ta sẽ quyết tâm hơn, người ta sẽ muốn về cái thứ nhất là cái thứ hai nữa là người ta sẽ, tất cả các đội sẽ muốn đánh bại được nhà vô địch AFF Cup 2018. Cái đó là một điều mình cũng rất là khó. Nhưng đối với Hải thì nếu mình muốn giữ vị thế của mình thì mình muốn tiến xe hơn, thì mình tất nhiên là mình phải đánh bại được tất cả các đối thủ mà nó ngán đường của mình. Vâng, rất là cảm ơn Quang Hải, và Quang Hải rất là tin tưởng vào một cái
Việt Nam sẽ tiếp tục giữ được cái vị thế của mình tại bóng đá của khu vực và châu Á, đúng không ạ? Cảm ơn Quang Hải rất nhiều vì cuộc trò chuyện này và xin chúc Quang Hải đạt được những cái thành công trong những cái dự định của mình. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ.